Oh shit, here we go again. Tớ chào mọi người. Chắc chắn rồi, mọi người lại được nghe cái giọng của tớ. Vẫn là tớ đây, người NDTT của các bạn đây. Đương nhiên rồi, sẽ có những bạn đang hỏi là: ông ơi, ông lại quay trở lại cái vùng nước này à? Lại muốn trở thành một con cá sao? Đúng như vậy. Nhưng ngày hôm nay tôi không chỉ đơn giản là một con cá đâu anh em. Hôm nay tôi sẽ hóa thân vào một cái loài sinh vật kỳ lạ hơn. Nó hiếm gặp hơn. Và với một cái mong ước của tôi ngày hôm nay nó khá là điên rồ. Hôm nay tôi sẽ trở thành một con lươn ác quỷ. Lươn quỷ thôi. Gọi lươn ác quỷ nghe vẻ hơi óc chó. Hôm nay tôi sẽ trở thành một con lươn quỷ. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Ngoại hình, hình dáng của tôi rất đáng sợ. Nhưng cái ước mơ của tôi hôm nay nó còn đáng sợ hơn, là tôi có thể to khỏe để có thể ăn được cả cá mập. Nghe thì có vẻ nó hơi mơ hồ đúng không anh em? Tại vì lươn nó là một loài vật rất bé và anh em có suy nghĩ là làm sao mà ăn được con cá mập to như thế. Tôi sẽ cố. Chúng ta sẽ ăn thật nhiều những loài động vật khác để phát triển khổng lồ. Và khi chúng ta khổng lồ rồi thì tôi tin là mình có thể đớp được con cá mập, thống trị vùng biển chỉ bằng một con lươn. Hành trình để trở thành vua lươn bắt đầu. Như các bạn cũng nhìn thấy rồi, đây không phải là một loài lươn bình thường. Tôi đang ở trong một cái trạng thái của một cái con lươn quỷ, các bạn hiểu không? Mà con lươn quỷ là... thật ra bản thân tôi cũng không hiểu lươn quỷ là cái lươn gì cả. Tôi vừa nghĩ ra cái tên đấy. Nhìn hình dáng nó như thế này, ai chả gọi nó thế đúng không? Nhưng mà đương nhiên rồi, nó sẽ mạnh hơn những con lươn bình thường. Đột biến mà. Đây nó giống như kiểu đột biến gen nhé anh em. Với cái tham vọng là có thể ăn được cá mập của tôi thì nó hơi viển vông. Thế cho nên là bây giờ chúng ta chỉ đi ăn được những loài sinh vật nhỏ thôi. Dạo gần đây thì cũng corona nhiều nên là các loài cá mú nó cũng đi ở đâu tránh dịch hết cả. Anh em thấy đấy, biển vắng lắm, có con cá nào đâu, khổ thế chứ lại. Thế tôi cứ phải ăn cua biển thôi. Mà bản thân các bạn cũng biết rồi, làm gì có con lươn nào cái con lươn đi ăn cua biển như tôi không. Ăn được con cua nào nó cặp hết cả vào môi, sưng húp hết cả lên. Nhưng mà vẫn phải cố thôi vì bây giờ nguồn thức ăn có đâu. Đấy, khan hiếm lắm, khổ thế chứ dịch mới chả riêng. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Trong tất cả các loại cá thì cái cách thức di chuyển của tôi nó vẫn là đặc biệt nhất. Anh em nhìn cái độ uốn éo kìa. Ái à. Úi giời, như một vũ công thực thụ luôn. Cái pha uốn như thế này mà tôi là con người thì tôi gãy hết cả xương sống. Uốn như thế này cơ mà dẻo như thế này, dẻo như kẹo kéo vậy. Khổ thế nhở, nhai mấy con cua biển này cứng quá. Quả mai chúng nó cứng kinh khủng anh em ạ. Mà cái loài lươn của tôi thì tôi phải nói thẳng với các bạn là không có răng. Mà có răng thì răng cũng rất là yếu, nhìn nhọn nhọn tỏ ra hung hãn thế thôi chứ thực ra có tác dụng gì đâu. Mà phải nhai mấy cái con cua biển này đau mồm. Loài người thì rất là thích ăn cua biển nhá, nhưng mà loài lươn chúng tôi thì không. Cua biển là món quá tệ, không có đồ ăn nào, không có con gì để ăn nữa thì mới phải ăn cua biển. Trời ơi đói quá rồi. Ô, đây rồi, nguồn sống đây rồi. Làm tí cá nóc. Ui, con này gai quá các bạn ơi, hơi đau mồm. Không phải hơi đau mà đau quá. Nhưng mà thôi phải chấp nhận với máu. Cái máu chảy ra chưa chắc là máu nó đâu anh em ạ, mà là máu mồm thôi. Phải cố cắn răng mà chịu đựng thôi. Lúc này thức ăn là vô cùng khan hiếm anh em ơi. Ui nhưng mà được rồi, sở được con cá nóc rồi. Trời ơi thịt ngon quá. Đỡ phải ăn bao nhiêu ngày ăn cua biển rồi. Chán quá rồi. Ui đây rồi. Nguồn sống thứ hai. Cá gì đây? Cá đuối anh em ạ, đây rồi. Nào em cá đuối, mềm mại đâu, thịt nó xem thơm không nào. Ui dồi ôi, cắn được ngọt quá các bạn ơi. Quá ngon luôn mà. Ui dồi ôi, anh cá mập đầu búa. Thời buổi dịch bệnh sao không đi tránh dịch đi. Con ở đây để làm cái gì hả? Trời ơi các bạn ơi, cá mập đầu búa nhất. Sao gặp cá mập đầu búa sớm thế nhỉ? Trời ơi, cuộc sống này quá khó khăn. Tôi phải làm gì? Tôi đói quá. Tôi không có gì để ăn cả, tôi... À, gì đây? Cái gì trườn trườn đây? Hello các bạn nhỏ. Chào mừng các bạn đã đến với khoang miệng của tôi cũng như... sao nhỉ? Không ăn được các bạn ạ. Hình như đây là đồng loại của chúng ta. Ừ đúng rồi. Đây cũng là mấy con lươn biển giống như tôi. Thế nhưng mà mấy con lươn này là mấy con lươn bình thường ấy anh em. Nó không bị đột biến, không phải lươn quỷ giống tôi. Nhưng mà không hiểu sao nó không cho tôi ăn mấy bọn này. Trời ạ. Toàn những miếng mồi béo bở béo như thế này mà lại không được ăn này các bạn nhìn này. Trông chán không? Ui giời bọn cua biển. Bọn cua biển nhảy tanh tách như ếch vậy. Nó sợ tôi đến nỗi mà nó phải tiến hóa biết nhảy luôn. Ăn cái món này đúng là chán chết. Bây giờ mà lại có con cá đuối như vừa nãy mà nó bơi qua ấy thì hello. Cảm ơn Chúa Trời nhá. Cảm ơn Ngài. Ngài vẫn dõi theo con biết mà. Ngài vẫn luôn theo dõi con lên rừng xuống biển, từ thành phố đến nông thôn. Ngài vẫn luôn nhìn theo những cái bước chân của con. Cảm ơn Ngài rất nhiều, cầu được ước thấy. Ui dồi ôi, làm con cá đuối ngọt ngào, ăn mềm mà nó thơm phải biết. Quá tuyệt vời anh em ạ. Cái gì đây? Mấy cái quả bóng gai này tôi không biết là liệu có ngon không, nhưng mà thôi đói quá rồi thì phải ăn. Các bạn thậm chí để ý là mỗi khi tôi nhai cái quả bóng gai này máu tôi mất. Anh em thấy không? Mỗi phát cắn là mất rất nhiều máu. Nhưng mà trong những hoàn cảnh đói kém này mà thì một miếng ăn cũng là quý quý hóa. Uầy,
Quả bóng gai to quá này. Ui dồi ôi. Quả này to quá, gặm đau quá. Mất nhiều máu quá, không được. Thôi cố thôi, chỉ cố nốt thôi. Chứ lần sau rút kinh nghiệm không ăn mấy quả bóng gai nữa. Ăn vài ba cái chết à. Rất hiếm có để có thể gặp được một con cá nóc như thế này anh em ạ. Nhưng mà tôi hy vọng rằng với con cá nóc này là chúng ta sẽ lên được cấp 2. Lên cấp 2 là sẽ to hơn hẳn đấy anh em. Đấy, ui đúng rồi. Lên được cấp 2 rồi, tuyệt vời quá. Cố gắng đừng để chết ở cái giai đoạn này chết rất nhạy cảm. À, đây rồi. Thần tài đến. Một đàn cá gì đó, tôi không biết nữa. Trông rất đẹp nhá. Thông thường người ta sẽ sử dụng cá này để làm cảnh này. Nhưng mà với tôi, không có cái cảnh vật gì ở đây hết. Tất cả những thứ cử động được trước mặt tôi đều là đồ ăn. Cá quái quỷ thì bơi nhanh thế nhỉ. Cá danh con. Bực thật đấy. Cá này nhìn nhằng bơi một lúc nó lừa mình vào bố cái vùng nước. Toàn cá mập thì chết. Trời ơi, bọn cá này quá nhanh anh em ạ. Thông thường là mấy con cá này ấy, nó không có vũ khí hay là không có khả năng tấn công. Thế cho nên là bản năng trời sinh cho nó khả năng chạy trốn anh em. Rất nhanh, một pha quẫy nước của nó thôi có thể bỏ xa tôi rồi. Tao quyết tâm tao phải ăn được mày, tao bám theo mày đến chân trời góc bể luôn. Mày về đến nhà mày thì tao cũng phải bám theo. Bực thế nhở, để một con cá nó chơi đùa trước mặt mình. Đây rồi, ui giời ơi. Tuyệt vời. Ăn chả ra cái gì cả, vị không hề ngon. Thậm chí còn hơi tanh nhé anh em nhé. Lương thực mà, không thể chê được trong hoàn cảnh dịch bệnh như thế này. Ui cái gì đây, một con cá mập. Cá mập nhỏ thôi, không phải loại to nhưng mà. Nào có giỏi vào đây. Tôi cũng là một cái con lươn cũng cấp 2 rồi, phải không đâu, cũng to rồi. Nào, ơ kìa. Tôi phải trả thù. Đấy rồi, cơ hội trả thù. Vừa sống lại phát đập ngay vào mặt một con cá mập búa. Chơi nhau đây, chơi, cắn nhau đây. Có những cái góc cắn rất là khó, nó không thể cắn được tôi nhá. Người nó phải quằn lên. Tại vì thật ra nó cắn tôi một phát thì cũng chưa thể chết được ngay cho nên... Chết ngay anh em ạ, chết ngay nhá. Lưu ý cho tôi anh em nhá. Cá mập cắn phát chết ngay. Rồi, một pha hồi sinh trở lại. Cái gì đây, lại cá mập búa. Chứ nhiều vậy, vừa hồi sinh mà. Tôi nói thật đấy, mấy cái thằng cá mập ấy cứ để đấy, rồi đến cái lúc tôi trừng phạt nó sau. Cái mối thù này bây giờ tôi chưa trả được, nhưng mà sau này tôi bắt chúng nó phải trả bằng máu. Mấy cái thằng cá mập, oắt con. Chúng ta có một đàn gì ở đây đây. Nhìn dài dài này, chứ không biết tôi ăn được không nhở. Tôi cũng to đấy chứ. Lươn đột biến mà, lươn quỷ mà. Ủa, cá này nhìn hung hãn lắm anh em ạ. Nhưng mà tôi ăn được, sẩu được, đã ok. Ui thế thì có miếng mồi béo bở rồi. Ui, cả một con cá mú đá này anh em ơi. Con này to lắm mà thịt nhiều lắm anh em ạ. Con này mà sẩu được tuyệt vời luôn. Nhìn ở khoảng cách này của tôi thì trông nó hơi giống con cá chép. Nhưng mà không, giống con cá rô phi hơn. Nhưng mà nó không phải cá rô phi đâu anh em. Ủa cái gì đấy. Nó có chiêu gạt ra anh em ạ. Khi mà chúng ta cắn vào người nó sẽ dùng cái đuôi để quẫy thật mạnh ra. Rồi hai thằng này quá tranh thủ luôn. Ui một được hai được đấy. Rồi nhưng mà vẫn phải ăn cái con cá mú đá này anh em ạ. Con này thịt nhiều lắm. Thề với anh em luôn mà ăn con này thịt ngon cực kỳ. Chúng ta mỗi lần cắn là nó cứ bị nó đẩy ra. Đấy anh em thấy không? Cái chiêu thức, cái bản năng nó là như vậy. Nhưng mà tao hôm nay tao sống chết tao phải ăn được mày, cái thằng cá mú đá này. Nào đứng lại đi nào, ngoan ngoãn đi, hợp tác đi. Thật ra không ai hợp tác để chết cả. Nhưng mà tôi cứ nói thế. Con này là màu sắc của nó giống đá, nó lẫn vào đá để nó coi như là ngụy trang ấy anh em. Úi dồi ôi, trao đảo gì vậy? Múa rồng à? Nó trao đảo lắm rồi đấy. Như thế là biểu hiện của việc choáng rồi đấy. Rồi đây rồi, nhắm mắt rồi. Có vẻ là nhắm mắt xuôi tay rồi. Đã bắt đầu chấp nhận cái số phận của mình là hôm nay sẽ phải bị gục dưới mõm của con lươn quỷ này. Ui mẹ lâu thế nhỉ? Lâu phết anh em ạ, từ từ nhá. Con này là thịt nhiều mà nên là cũng khó, nhai cũng lâu. Đây, thấy chưa? Ui dồi ôi, thịt túa ra kìa. Lương thực, qua cơn đói rồi. Thích thế nhỉ? Trời ơi, con cá mú đá đấy đúng là thiên thần ban xuống cho tôi để cứu tôi trong qua cái cơn hoạn nạn này. Cái bọn cá này bơi quẩy trêu tao ạ. À? Trêu tao. Tao đã tha cho rồi thì thôi, lại còn ở đây tôi gặp một trường hợp khá là hay này. Một cái hoàn cảnh khá đặc biệt. Một anh lươn cùng họ với tôi các bạn ạ. Có vẻ như là anh chàng này hơi yếu. Sinh ra từ bé là cơ thể đã mỏng manh rồi cho nên là bị cái dòng nước luôn cuốn đi, không thể bơi được, không làm chủ được, cứ bị nước cuốn đi thôi. Cố lên anh bạn ơi. Số phận sinh ra mình yếu hơn người khác nhưng mà anh không được bỏ cuộc. Anh phải luôn mạnh mẽ hiểu không? Sao anh cứ có dấu hiệu bị kéo lên bờ ấy nhỉ? Lạ thật mà dãy giụa trong... Ủa ơi! Hay là cái thằng lươn này đang bị câu anh em ạ? Thế thì không ổn rồi, chuồn. Thằng này dễ đang bị nông dân câu được, thế là đang kéo lên. Tôi cứ bơi lảng vảng quanh đấy khéo tội bị câu lên. May quá mình nhận ra cái vấn đề, mình bơi ngay ra chỗ khác. Chán không phải nhìn mấy cái thằng đồng loại của tôi này.
Thứ nhất là rất là bé nhá, bé nhỏ, tí hon. Thứ hai là suốt ngày chỉ có ở dưới đáy đại dương thôi, xong rồi hít hít thở thở, lục lọi cái gì dưới đống cát này, không bao giờ tiến bộ lên được các em ạ. Phải ra ngoài biển bươn trải như anh đi thì mới tiến hóa được. Tôi nhận ra là con cá nóc này rất to anh em ạ, cắn nãy giờ rất lâu rồi và mãi vẫn chưa chết. Được đấy. Ui thế chắc nhiều thịt. Úi giời ơi, nhìn quả hai tảng thịt này. Trời ơi, ui vô lý nhỉ, hai tảng thịt này to gấp 4 lần con cá nóc vừa nãy. Tiến hóa, tiến hóa. Rất là tích cực ăn để có thể lên cấp anh em ơi, cấp 6 rồi. Trước mặt tôi, ui thậm chí là một con cá heo. Chơi luôn. Giờ gặm xong con cá heo này thì úi giời, hai tảng thịt. Ui, làm đôi cá heo. Trời ơi, thiên thời địa lợi. Cấp 7 rồi, cấp 7 rồi. Ăn hết chỗ thịt này không biết là lên được cấp 8 hay không. Thậm chí là cấp 9 luôn. Tôi bây giờ đang làm một con lươn khổng lồ anh em ạ. Bây giờ tôi to lắm anh em ơi, anh em nhìn so sánh tôi với những con cá xung quanh này. Vua lươn. Đây rồi cả nhà ơi. Chiến đấu đi, như hai thằng đàn ông đi. Thằng cá mập này mày sợ con lươn à? Thôi xong, trò chơi kết thúc. Chính thức cá mập đã bị đánh bại bởi một con lươn anh em ạ. Chơi tất cả rồi, bây giờ tôi tầm này cân tất rồi. Vua lươn, ông hoàng luồn lách, chiến thần uốn néo, đồ tể săn mồi, cụ tổ săn bắt, vị chúa cắn xé, tổng tư lệnh bắt cá, chúa tể biển khơi. Chúng ta sẽ bơi sâu xuống đáy đại dương một chút. Ở phía dưới này là khu vực của những cái loài sinh vật nó hiểm họa hơn, nó ghê hơn tí. Để tìm xem có cái thằng cá mập nào đủ đô để có thể chơi được với con lươn này nữa không nào. Vua lươn, vị thần biển. Cũng khá là bất ngờ về con cá mập vừa rồi. Hình như nó là lại là loài cá mập trắng đã từng hạ gục tôi ở rất nhiều những video trước. Là loại cá mập có thể nói là to nhất ở thời điểm này. Nhưng mà thôi, không có cái gì phải buồn cả. Tại vì chúng ta đã hạ gục được một con cá mập khác rồi. Một con lươn làm được như vậy là một cái điều phi thường. Nếu các bạn muốn xem tôi hóa thân thành những loài vật khác, hãy bấm thích video này, bấm đăng ký kênh cho tôi đi, để xem được những video sau, những nội dung khác hay ho và thú vị hơn. Còn bây giờ tạm biệt tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em. Bye bye anh em.